Xin chào cả nhà. Bây giờ Thơ mới có thời gian để livestream đây. Chưa thấy ai chờ đón mình hả ta? Các anh chị hãy vào sớm và tag các nhà đầu tư mình ở đây không ạ? Hiện tại thì Thơ đang ở trụ mà sở văn phòng chính của UST. Đó là các nhà đầu tư đang chụp ảnh, đang livestream, đang quay phim. Xin chào chị Titi, chị Di hãy chia sẻ livestream này về tường của mình nhé. Các anh chị hãy tag cái tên các nhà đầu tư vào đây ạ. Thơ sẽ tranh thủ đi quay nhanh cho các anh chị để Thơ còn vào văn phòng. Đây là trụ sở văn phòng của chúng ta, rộng 12.000 m², cao 9 tầng và bên trong có 86 phòng ban, có 700 kỹ sư đang làm việc cho chúng ta đó các anh chị ạ. Và tổng cộng toàn bộ các cổ đông của chúng ta đang đồng sở hữu những người này đúng không ạ? Trụ sở văn phòng này, tài sản này. Đó. Bây giờ thì mọi người đang còn là livestream đang chia sẻ thì em thôi. Đấy. Xin chào. Ban lãnh đạo đang livestream cơ anh chị ạ. Các bạn đang livestream cùng hạn nghề đấy. Chị thấy không? Các anh chị thấy sao khi mình đang đầu tư vào một doanh nghiệp vô cùng vững mạnh đúng không chị? Và rất nhiều người đang nghi ngờ không sao hết. Vì chúng ta lại cứ đi trên con đường mình lựa chọn. Và rồi một ngày nào đó có họt đến rồi là người ta sẽ tin mình thôi đúng không? Và đây là trụ sở văn phòng của mình nhé. Bây giờ em Thơ sẽ quay lại đằng sau để cho các anh chị nhìn thấy được không ạ? Đây. Đoàn cổ đông. Em Thơ hy sinh không chụp ảnh để livestream cho các anh chị nha. Tên trên là các anh chị này, Unit Kitchen đúng không ạ? Và dưới đây cũng thế nhé. Em Thơ sẽ đi xung quanh để cho ngắm các lãnh đạo này. Đấy. Đẹp chưa ạ? Tí là cậu. À anh ơi, anh ơi chụp kêu kêu. Họ vào, sợ họ vào rồi. Vào vào trong để chụp ảnh bên trong một khoảng trăm rồi. Mình sẽ chụp ở công viên không sao hết. Có rất lần này có rất nhiều doanh nghiệp đi đi Belarus cùng. Ơi em đi lấy túi đã nha. Cảm ơn anh. Anh cầm cái này đi để tôi chụp nghe dịch. Anh cầm đấy nha. Em cầm nghe đi. Em cầm nghe chứ. Em mà anh ai chưa anh không? Bây giờ em ở vào nhà máy phát trực tiếp cho mọi người xem trong nhé. Anh ơi, em vào trụ sở văn phòng nhé. Anh chị hãy tag cái nhà đầu tư của mình vào đây đi, nhanh lên. Em sẽ không có thời gian chào mọi người nhé. Chờ mãi mới thấy chị livestream mà chị quên mất, chị bận chị làm video. Đây là ô đĩa sáng nhé. Nãy quay video và cùng cho mọi người. Thế là quen livestream luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào bên trong. Đi nhẹ với vẻ cười duyên. Các anh chị chỉ cần nhìn thôi. Mọi người đến như bà tổng giám đốc mà chào. Để cho mọi người ôm hết thì tí để ôm sau. Mọi người ôm mà chào. Thêm cho mình.
là xinh quá, còn lại còn hà đồng. Xem qua một tí. Anh ơi, xem qua một tí. Thôi em đứng bên ngoài để mọi người vào trước đi chứ. Mọi người tắt nha, đầu tư đi nào. Cái nick kia trên. Bà tổng giám đốc nhiệt tình không, hòa đồng không, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi vào văn phòng. Rồi và đã từng chụp ảnh rồi, nhưng hôm nay nhất định là chúng ta sẽ chụp ảnh lại, và bà muốn cho chúng ta xem một cái gọi là cái phòng thí nghiệm là yes, xem phòng thí nghiệm này chị. Можем провести именно в лаборатории, потому что там новая локация. Здесь у всех есть такие фотографии, я думаю, и с Юрибусом, и со мной. И чтобы сделать что-то новое, мы идем в лабораторию, и там будем уже фотографироваться. Và hôm nay chúng ta sẽ đến thăm cái phòng thí nghiệm. Ở đấy nó sẽ có nhiều cái hay hơn, và chúng ta sẽ chụp được những cái bộ ảnh nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin nhiều hơn nữa. Если кто-то хочет, я с удовольствием и здесь пофотографируюсь. Và nếu như chúng ta ai đó mà mới có đến lần đầu tiên mà muốn chụp ảnh với bà ở đây, thì bà sẽ sẵn sàng vui lòng đáp ứng tất cả những yêu cầu của mọi người. Đi cùng mình. Chụp tất. Và sau đó chúng ta đến phòng thí nghiệm. Thì bà nói là phòng thí nghiệm có nhiều cái hay hơn, với những người đã chụp ở đây rồi thì sẽ là chụp chung một phòng. Chụp chung đi anh chị. Đây là mô hình mà chủ tịch làm việc này. Và nếu như trước khi chụp ảnh ấy, thì nếu như mà ai có một cái câu hỏi gì chung chung mà muốn được đặt ra ấy, thì bà sẽ sẵn sàng trả lời một đôi câu hỏi bây giờ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chụp ảnh. Và tôi muốn xin phép và phân tích cái điều sẽ và dùng của bạn thử trả lời đôi câu hỏi, sau đó là chụp ảnh chung với mọi người ở đây. Văn phòng làm việc nha. Đây là văn phòng làm việc của chủ tịch và bà tổng giám đốc. Đấy, ở dưới tiếp khách. Я очень хочу сказать, что я снова рада вас видеть на белорусской земле. Я снова очень рада вас видеть у нас в офисе. Và bà cũng tỏ cái lòng rất là vui và rất hạnh phúc khi được một lần nữa được gặp lại tất cả các bạn ở đất Belarus, và đặc biệt là ở trong cái văn phòng này ạ. Я надеюсь, что в этот раз дорога была попроще.
và hy vọng là cái chuyến đi của chúng ta là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần trước. Правда, погода вот немножко сегодня с утра дождик, но дождь это возрождение, это что-то новое, поэтому для природы это очень хорошо, поэтому мы даже вот радуемся дождю и по вашим улыбкам я вижу, что вы тоже не очень из-за этого скучаете, ну, страдаете. Ngày hôm qua thì thời tiết rất đẹp, nhưng hôm nay thì mưa từ sáng, nhưng mưa đấy là chính là bắt đầu sản sinh ra một cái gì đó mới. Và mọi thứ bắt đầu là từ mưa và chúng tôi thực sự là chúng tôi rất là cảm thấy rất hạnh phúc khi chờ đợi những cơn mưa như thế này. Và tôi hy vọng là dù cái thời tiết nó là mưa nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn. Và khi mà tôi nhìn thấy những cái nụ cười trên gương mặt của các bạn ấy, thì tôi thấy rằng là các bạn không có một mảy may gì để ý thời tiết. Và tôi nhìn thấy các bạn có những nụ cười rất là hạnh phúc. Và tôi muốn nói từ trái tim tôi là tôi yêu tất cả các bạn. Tôi yêu chân thành bằng tất cả trái tim của mình. Đấy, bây giờ thì nếu như có một hoặc hai câu hỏi chung thì sẽ đặt và bà sẽ sẵn sàng trả lời. Xin cảm ơn bà giám đốc, cảm ơn bài người dân đại. Vâng, bác sĩ giáo sư. Chung được một lần nữa chúng tôi có mặt ở đây để mà tham quan phòng và thấy cái sự phát triển của công ty. Thì tôi cũng có một câu hỏi chung cho tất cả các bạn. Thì tôi muốn là trong năm nay chúng ta có thực hiện dự án thương mại nào khác không ngoài cái dự án Urina ở cái quốc tế Nhật Bản? Еще один, как я сейчас и проект, кроме вот такого технопарка, или нет? Ну, смотрите, уже построенного, конечно, не будет, потому что проектирование и согласование, вы прекрасно знаете, занимает очень много времени. Cô ấy, bà Hương Văn nói rằng là thực ra ấy, thì như mình phải biết là những lượng ở đây nó đã từ lâu rồi với quá trình thiết kế và thỏa thuận thì nó là đòi là một quá trình rất dài chứ nó không phải là một lúc một nhát mà sau ngày được. Но мы работаем, у нас уже подписаны есть договора, мы не разглашаем просто сейчас информацию с кем, для того, чтобы недоброжелатели не смогли нам помешать. Мы сейчас очень плотно этим занимаемся, мы находимся в нескольких договорах в стадии проектирования и согласования земель. Nhưng mà tôi cũng muốn nói với các bạn rằng là chúng tôi đã có hợp đồng rồi. Nhưng mà vì là cái tính chất là bảo mật hợp đồng cho nên chúng tôi không thể nói với các bạn đó là ký với ai và làm ở đâu. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng là hợp đồng chúng tôi đã ký rồi và hiện nay đang thiết kế và đang thỏa thuận và thậm chí thỏa thuận về cái vấn đề là nhất mặt bằng nữa ấy, để xây dựng. Стадия проектирования занимает от 6 месяцев до года в зависимости от сложности трассы. Trong cái quá trình thiết kế, cái thời gian thiết kế thì ít nhất là từ 6 tháng nhá, đến 1 năm, phụ thuộc vào cái độ phức tạp của cái hợp cái và độ lớn của hợp đồng. Поэтому о тех договорах, о которых мы говорили с вами в прошлый ваш визит, извините, они сейчас как раз-таки находятся на завершающей стадии проектирования. Những cái hợp đồng mà năm ngoái mà tôi đã từng nói đến với các bạn ấy thì hiện nay là đang ở cái giai đoạn cuối của cái quá trình thiết kế rồi, giai đoạn cuối của thiết kế rồi. Tuyệt vời, chúc mừng. Năm ngoái đang thiết kế rồi các chị nha. Увидим начало строительства и мы уже в скором времени увидим реализацию как раз таки этих проектов. Мы не стоим на месте, мы идем вперед прям большими шагами, и все сложности, которые сейчас происходят в мире, они нас не останавливают, потому что людям всегда нужен способ для перемещения. Và bà cũng muốn khẳng định thêm một lần nữa là gì, là ở giai đoạn cuối của quá trình thiết kế và sắp tới chúng ta sẽ tận mắt mình chứng kiến được cái là cái xây dựng, tức là sẽ xây dựng những cái dự án như thế và cũng rất là nhanh thôi, bởi vì là như này này, thực tế là mặc dù những cái gọi là những cái sự kiện nó rất là không thuận lợi xảy ra ở trên thế giới nhưng không thể dừng bước chúng ta đi được, chúng ta đi từng bước nhưng mà những bước chúng ta bước dài, bước rất mạnh. Yes. Và trong mọi hoàn cảnh thì thế giới vẫn cần những phương tiện vận tải và chúng ta cần phải đi về phía trước và chúng ta không một thế lực nào có thể dừng lại đối để gọi là cản trở chúng ta bước tiến về phía trước được. Yeah. Yeah, tuyệt vời, chúc mừng. Ừ.
Вот. И еще я очень хочу сказать, что мы действительно хотим, чтобы наши дороги, они были по всему миру. И мы к этому стремимся, и вы как раз-таки и являетесь этим фундаментом для того, чтобы они появились еще быстрее. Но я очень надеюсь, что наш проект, который сейчас уже запущен в Мариной Горке и находится на стадии адаптации, он как раз-таки и будет таким триггером, чтобы мы начали строить не только в других регионах, но и в первую очередь во Вьетнаме. Bà cũng muốn nói thêm rằng là thực ra mà nói là tôi rất là muốn, tức là muốn và hy vọng rằng là cái công nghệ vận tải trên cao của chúng ta sẽ là phát triển trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ có ở một nơi nào đó. Và tôi muốn nói rằng là chính các bạn đây là cái nền tảng, là cái móng để phát triển cái công nghệ này và đưa công nghệ ra toàn thế giới. Và tôi hy vọng rằng là những cái dự án này nó không chỉ ở những cái vùng khác nhau mà phải là ở những quốc gia khác nhau. Và đặc biệt là chúng tôi rất muốn là cái này nó sẽ phát triển ở Việt Nam. Тебе дай, кабан. Так, ну что, теперь если есть еще вопросы. Thôi, thế thì bây giờ chúng ta có còn nữa không? Hay là một câu hỏi như thế thôi, mà bây giờ thì chúng ta sẽ cho bạn nhé. Để cho thằng ba hãy cho chúng tôi thêm một chút thông tin về tương lai của tập đoàn. Những kế hoạch và tương lai của tập đoàn để chúng tôi có thêm cái động lực. Наверное, это общий вопрос. Он хочет уточниться ваш будущий план и будущее вот развитие именно корпорации УСТ. В будущем я лично планирую, что в каждой стране, в которой будет проложен или заказан проект, будет появляться офис, в котором будут работать местные жители, потому что в первую очередь мы хотим, чтобы не только ЗАО «Струнные технологии» здесь в Минске проектировали, да, их надо строить очень много раз, поэтому мы хотим здесь обучать сотрудников, чтобы они могли в своей стране делать офис, там работать и реализовывать наши транспортные системы. Bà cũng có một câu trả lời rất hay và rất định hướng tới tương lai là như này. Hiện nay đây là cái văn phòng chính, đúng không? Và đang muốn đào tạo những người gọi là cộng tác viên và những kỹ sư ở đây để sau này ở những cái nơi mà có dự án ấy, chúng tôi không phải thiết kế từ đây bạn đến mà sẽ mở những văn phòng đại diện ở những cái nơi mà chúng ta sẽ xây dựng những cái dự án như thế, và chính họ sẽ là mở một cái văn phòng và họ sẽ làm việc trực tiếp và phát triển công nghệ và phát triển dự án tại chỗ. Я знаю, что во Вьетнаме очень сильная школа обучения и очень много специалистов, которые как раз такого уровня, как нам нужны, и они могут работать, проектировать, конструировать, уже находясь именно дома у себя во Вьетнаме, а к нам приезжать как в институт, получать образование и работать на благо своей страны. Tôi cũng biết rằng là các bạn Việt Nam ấy cũng là rất là thông minh và các bạn thừa sức có thể là tiếp thu được cái công nghệ này. Các bạn đến đây nó giống như đến cái viện ấy, để nghiên cứu, để các bạn sẽ nhận được những cái nền đào tạo cơ bản nhất định nào đó. Sau đó các bạn sẽ về Việt Nam để các bạn sẽ làm việc tại chỗ, tại những cái văn phòng chúng tôi ở Việt Nam để phát triển cái công nghệ và phát triển vì cái lợi ích quốc gia của Việt Нам chúng ta. Конечно, таким маленьким офисом, как у нас, мы не сможем реализовать мировые проекты. Mặc dù đây là chúng tôi, đây là cái gọi là văn phòng chính của tập đoàn, nhưng mà các bạn cứ thử tưởng rằng khi mà các cái dự án phát triển rộng rãi trên toàn thế giới thì cái văn phòng này mặc dù nó rất lớn nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu của tất cả các dự án trên thế giới. Vậy cho nên chúng tôi sẽ, cái tương lai chúng tôi là sẽ phát triển những văn phòng ở những nơi có những dự án lớn. Yes. И Анатолий Эдуардович, он искренне любит Беларусь. Но я думаю, что вы точно так же искренне любите Вьетнам и хотите, чтобы Вьетнам был тоже процветающей страной, поэтому давайте растить именно на месте у вас хороших специалистов. Và bà muốn nói rằng là ngài Ujitsky là ngài yêu Belarus bằng cả trái tim của mình, cho nên là ngài cũng muốn phát triển cái công nghệ và muốn làm cho cái đất nước Belarus nó phát triển lên, và cũng như các bạn ấy. Các bạn là người Việt Nam, các bạn cũng sẽ, tôi hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu đất nước Việt Nam như ngài Nisky yêu đất nước Belarus. Và vì như thế cho nên là chúng tôi cũng muốn là các bạn sẽ phát triển những cái nhân tài của các bạn ở tại Việt Nam và làm việc vì cái quyền lợi quốc gia và vì quyền lợi của Việt Nam như ngài Nisky đã làm việc cho Belarus. Yes. Cảm ơn. Cảm ơn ông chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội để đóng góp. Ai có câu hỏi gì nữa đây? Hạnh.
Tогда фотографируем. Bây giờ nhá, thế bây giờ chúng ta chụp ảnh sau đó thì chúng còn câu hỏi gì chúng ta sẽ hỏi tiếp. Các anh chị có câu hỏi gì không? Bây giờ mọi người muốn ai chụp ảnh? Chụp ảnh từ người một hay ảnh nhóm? Nhóm rồi một tầng người một nữa nãy. Ô khách, mà thế thì mọi người chuẩn bị đi à? Cởi khăn, cởi mũ, cởi ấy ra, rất đẹp. Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị nói là yêu gia đình nhưng chúng ta lại không làm kinh tế. Chúng ta nói yêu đất nước nhưng chúng ta không phát triển kinh tế, làm sao mà dân giàu nước mạnh đúng không anh chị? Nên là chủ tịch rất yêu quê hương của ông ấy, nên ông ấy đã ra sức nỗ lực kiên trì bảo vệ những cái ý tưởng của ông ấy để giúp cho công nghệ của chúng ta tiến đi ra thị trường, làm giàu cho quê hương đất nước. Và ông ấy đã từng nói một câu ở trong quyển sách của nhà kỹ sư ấy ạ, là ông nói rằng là tôi muốn làm việc ở tại Litva để giúp cho đất nước họ phát triển, và chính nước họ sẽ đi ra những cửa ngõ khác. Nhưng họ lại quay ngược lại kiện cáo ông ấy, nên ông ấy đã quay về đất nước Belarus của ông ấy. Vậy thì bà ấy cũng nói rằng ông chủ tịch rất yêu quê hương của ông ấy, nên ông ấy muốn dành hết những cái tình yêu cho công nghệ của mình. Đó là lý do tại sao mà công nghệ chúng ta phát triển, đúng không anh chị? Và chủ tịch cũng có nói rằng là công nghệ của chúng ta sẽ phát triển khắp nơi, nên cái văn phòng này không đủ chỗ chứa cho toàn thế giới được, mà ở bất kỳ quốc gia nào có dự án phát triển thì bà ấy sẽ mở văn phòng ở đó. Vậy thì hãy chúc mừng cho tất cả các quốc gia sắp tới sẽ có trụ sở văn phòng, đặc biệt có Việt Nam đấy anh chị nha. Lời chào đến tất cả các cổ đông Việt Nam hiện nay đang theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp này. Yeah. Và bài muốn là gì, gửi làm sao mà gửi đến các bạn lời chào hạnh phúc này, làm sao mà nhanh chóng ở đâu có dự án sẽ có văn phòng nhé của các bạn này. Nhưng tôi thì chỉ là tổng giám đốc thôi, nhưng này chủ tịch ESG một hai ngày tới sẽ có mặt trực tiếp và sẽ gửi đến các bạn những cái gọi là những cái thông tin nó sâu sát hơn, và sẽ gửi lời đến các bạn những cái gọi là thông tin nó chuẩn hơn, để cho các bạn cảm thấy rằng là gì, chỉ bà chỉ muốn nói rằng gì, bà yêu tất cả các bạn và yêu tất cả các bạn ở Việt Nam đang theo dõi chương trình, bằng không cứ là theo dõi chương trình này, bằng cả trái tim của mình. Nhưng những cái gì thì ai là công ty mẹ được, tất cả chúng ta đều khứng mà cái câu này ESG sẽ gửi đến các bạn. Bà ấy gửi lời chào đến tất cả các cổ đông đang theo dõi livestream đấy các anh chị nha. Tất cả các cổ đông đang theo dõi chương trình, dự án và livestream của em thơ nha. Đấy, bà rất thân thiết thôi anh chị, ôm tất cả mọi người. À, bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị chủ tịch. Cái gì nhỉ, Vương Vạm Như Vương này chưa hiểu về công ty của mình, hãy đọc trong trang của chủ tịch nha. Cái câu này rất đơn giản và bình thường thôi em ạ. Ai là người làm việc tập trung thì mọi người sẽ nhìn thấy. Đây con tàu chương 7 của chúng ta. Đó, và đây là cô chú là doanh nghiệp. Chú cũng đã đầu tư được hơn 10 triệu cổ phần rồi. Bây giờ cô chú sẽ tìm hiểu và đầu tư thêm. Chắc thành hai hàng anh ơi. Chắc thành hai hàng. Chú bảy xong như này nhá. Tranh thủ luôn đây. Anh Công, anh Cường vào trong. Vào đây, không chơi vào đi. Không phải quay. Tí nữa. Có chụp ảnh rồi, máy ảnh cũng kia. Có đang gửi sao cho đúng rồi. Thấy. Không mất đâu. Máy ảnh ở đây đấy xa mà. Không, cho đang phát trực tiếp đằng sau. Cần thiết chỗ này lùi lại một tí cho nó rộng. Đúng rồi. Cả nhà ơi, đến đẹp vào đi ạ. Máy rộng. Cái máy của ai để trên đường? Ừ. Ok, tụi mình đây. Nó quà đâu tụi mình. Thôi ổn. Tụi mình quà. Rồi tụi mình vào luôn. Quà đâu, quà. Cả nhà mình đứng im nhé. Ừ. Ra đâu, mình từ sao chị phải bỏ túi ra chứ chị. Không, vào luôn. Vào đây, vào đây. Không, không, vào. Để giới thiệu túi sao. Anh cứ chị vào đây đã. Chúng tôi có một món quà muốn gửi tới bà tổng giám đốc. Một món quà
mang cái văn hóa của Việt Nam. Thầy ngắm dài cho bà vợ chủ tịch. Nó to, để anh ra cái dịch. Ai cầm túi hộ? Vẫn để mát rồi. À mới mà. Cái chiếc váy được làm từ chất liệu lụa tơ tằm nguyên chất ở Việt Nam. Yeah, cái này rất là impressive, rất là đẹp, rất là cảm ơn. Cực là đẹp. Tôi bảo là tại sao lại vừa đúng cỡ luôn đấy. Khi bà mặc vào thì trông bà duyên dáng như cô gái Việt Nam. Đây là ngày xưa là vua chúa các bạn. Và là ngày xưa vua chúa rất hay mặc cái lụa tơ tằm như này, và khi bà mặc vào cái áo này vào thì trông bà sẽ dương dáng như cô gái Việt Nam. Это для королевской семьи. То раньше так оделись. И как вы вот в ней и думаю, что вот они уверены, что вы уже как вьетнамская, на ту, ну, поистину вьетнамская женщина. Воскресенье я буду обязательно в этом. Да, да. Đây là được theo tay anh ra. Anh ra đây. Thiệu, giới thiệu, giới thiệu. Anh ra đây. Thành quả cho bà chủ tịch. Theo tay ạ. Theo tay. Это именно ручная работа. Và theo hoa và chim này là một cái biểu tượng rất là vui và rất là phấn khởi, giống như là cái doanh nghiệp của chúng ta đang ngày càng phát triển. Здесь там птицы и цветы. Это очень такой радость и именно счастье. Ну, как раз то, что я буду чувствовать в воскресенье. Cô ấy bảo là chính là những cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc đấy là cô ấy sẽ mặc và cô ấy sẽ cảm nhận được cái ngày chủ nhật này ở cái quê hương của chúng ta. Вот они сказали, что если в воскресенье вы будете в ней, то все они восхищаются, они хотят именно восхищаться. И именно они хотят смотреть, как в ней смотрится. Вы смотрите. Мне даже легче, не надо думать о платье. Ты понял? Спасибо большое. Бây giờ, bạn nghĩ là bạn sẽ mặc cái máy vé gì ngày chủ nhật thì ta dành các bạn. Đặt cái gì? Я хотела сказать, что я всегда восхищаюсь, как всегда прекрасно выглядит делегация из Вьетнама. Вы просто, я не знаю, я всегда восхищаюсь вами, и мне всегда очень приятно, потому что вы восхитительны, просто восхитительны. Cô ấy bảo là thực sự nhé, thì mỗi khi mà gặp được đoàn Việt Nam ấy thì tôi cảm thấy là tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ các bạn. Thực sự mà nói tôi rất là ngưỡng mộ các bạn, bởi vì tại sao mà tôi nói là bởi vì tại sao mà tôi lại luôn luôn ngưỡng mộ các bạn, vì bản thực sự là các bạn đáng được ngưỡng mộ. Yeah. Các cô chờ những cô muốn nói chuyện phóng sự năm ngoái. Vợ anh Giang phiên dịch, hai anh chị phiên dịch. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở chủ đề bản. Chị ơi, anh ngồi. Ngồi bàn, ngồi đây được không? Ngồi đây. Anh, ngồi mọi người ngồi bàn đây. Mọi người ơi, dọn dầm đồ đi. Mọi người ơi, ngồi đây chụp làm việc không? Không, ý là mình dọn bàn đi, tất cả ngồi ở ghế đây này. Để mọi người ơi, ngồi. Đã đi hết rồi. Thế thì tí nữa ra nhá. Tí nữa ra đi. Bây giờ đi vào phòng thí nghiệm các anh chị ạ. Cái túi sách của em đâu nhỉ? Thí nghiệm.
là không được quay nhá. Tìm vâng, vâng. Vào phòng thí nghiệm, không được quay. Cái chủ máy móc ở đâu này? Máy móc đâu ở đây đâu, anh máy móc ở nhà máy riêng mà. Thí là đi theo nhà máy. Vâng ạ. Thì, bây giờ là đi vào phòng thí nghiệm trước. Đây là nơi mà chủ tịch hay làm việc với các kỹ sư này các anh chị. Đây là các mẫu tàu này. Đây là bên làm bàn làm việc của chủ tịch và của tổng giám đốc. Đó. Này. Nhiều anh chị cứ hỏi là liệu cấp treo. Đây các loại thép này các anh chị này. Loại thép sẽ làm đường ray đấy. Đấy. Để bỏ cái livestream đi chứ. Cứ đem cầm cho, đem cầm livestream cho chụp ảnh đi. Ok. Các bạn Hiến. Rồi, cầm cho em, chụp hộ em một cái. Dạ. Chưa, ai chụp được nhỉ? Xuống máy của ai em đi. À, anh Hiến hôm cầm hộ em cái livestream. Ok. Cẩn thận nhá. Ok, ok. Để hát sẵn thế. Ừ. Top tip mai Mid Trend 2023. Rồi chị ở lên sang sao lên top expert đây các anh chị ạ. Đứng dịch lên trên một tí chị ạ, chị không phải đứng sát nữa, nó vướng. À em đi chôn. Thôi bây giờ chúng ta có thể đi bắt rồi à? Chụp ở bàn đã. Xong bắt đầu đi với chị. À bây giờ chụp ở đây. Đúng rồi, bỏ hết xuống ghế ạ. Ghế của ai người ấy ngồi. Xuống xong rồi mình ngồi ở đây. Ngồi đây sẽ ngồi ở đây để chụp ảnh. Em ngồi xa một tí cũng được, em ngồi ở dưới đây. Bây giờ như này, ba ngồi ở giữa. Anh Giang ơi, bỏ mọi người ngồi hai bên. À, em ngồi đối diện với ở chỗ. Cả nhà ơi, dọn túi ngồi hai bên đi. Bỏ xuống dưới ghế cũng được em ạ. Ngồi mình ngồi xuống dưới ghế đó. Đây, chúng ta sẽ được ngồi ở đây, nơi mà chủ tịch hay chụp ảnh nha, các anh chị nha. Tất cả mọi người ngồi như này thì... Đấy, mấy lãnh đạo ngồi chơi đi. Bộ ghế, bộ xuống ghế. Sướng không? À, sướng quá tuyệt vời đúng không? Đấy. Cả nhà ơi, sắp xếp ngồi ghế đi. Ngồi sát đi để lấy ghế. Chúc mừng. Từ từ đã ngồi hết vào xong rồi mình để xuống. Đấy, lấy ghế. Anh ấy còn lấy chưa không? Ví dụ như túi nhá, chúng ta túi có thể để xuống dưới để cho nó gọn cái mặt bàn. Vâng ạ, vâng ạ. Của hết túi xong đi ạ, của ai? Bây giờ em sẽ giấu cái điện thoại của em một tí để cả nhà chia sẻ cho em để em theo kịp Hạnh nhé, em mới có 177 này. Xong cái này mình đi. Thật chưa? Mình sẽ để chụp ở đâu? Thế không có em à? Cả nhà ơi, cả nhà hãy chia sẻ lại thêm nha, để cho nhiều người được tận mắt chứng kiến cái việc gặp gỡ trong văn phòng của công ty. Chia sẻ mạnh lên nha. Đứng che mặt chị.
Chia sẻ live stream đi, sẽ được tụt view rồi. Yes. Mọi người để ý nhé, trong bản những bộ ảnh rất đẹp ạ. Từ các góc khác nhau, cả chụp cả quay trên phía đông là. Không biết mở xuống. Để cho em lấy cái kẹo sạch này. Giám đốc của phương hợp thiết giới thiệu cho giám đốc em giới thiệu mà. Có nói gì đâu nghe chị em không nghe tiếng, có nói gì đâu nghe. Đang chụp hình. Đang chụp hình. Có một trò đứng đường. Đang chụp hình. Thôi, bây giờ là cô bảo xong, bây chúng ta đến phòng kinh nghiệm nhá. Chúng ta đến phòng kinh nghiệm và ở đấy là sẽ không được sử dụng điện thoại, không được quay phim, không được chụp ảnh. Có được đi không? Không được quay phim. Nhưng mà quay lại đây được không? Không cô. Có thể chụp cho chị em chụp mấy kiểu. Có bao nhiêu chụp ảnh nhỉ? À, lúc nãy mọi người có nghe thấy anh Giang phiên dịch hết và tổng giám đốc nói mà là các dự án của chúng ta phát ký từ năm 2020-21 đúng không, thì thiết kế là mất 6 tháng thôi nhá, và bây giờ đang ở giai đoạn cuối, có nghĩa là sắp hoàn thành dự án, sắp hoàn thành thiết kế rồi, và khi hoàn thành thiết kế thì chúng ta đi vào xây dựng thì nhá. Đặt có đơn đặt hàng này, bắt đầu phải nghiệm thu này, xong rồi là phải thiết kế này, thiết kế xong rồi bắt đầu là mới xây dựng này, nên không phải là nói một cái là được ngay đúng không, tại vì nó rất nhiều tiền, nó không phải là một cái điện thoại, nó không phải là một cái bánh mì mà nhào nặn một cái là có thể có sản phẩm ngay đúng không anh chị, vì vậy thì chúng ta cần phải kiên trì chờ đợi nha. Cả nhà ơi, nâng ghế ra, đẩy ghế ra làm sao.
Ôi giời. Mọi người gần thơm bà lắm đó. Anh ơi, anh cơm luôn người ta. Đi tìm anh cơm được nha. Để bảo anh cơm chụp kẹo luôn. Mọi người ơi, đẩy ghế lại. Chồng ơi, chồng chụp, chồng cầm chụp cho tôi kìa. Đấy, cô Kim này, cô Kim Sơn La. Cô Kim ơi, quay đây, quay đây. Cho năm bảy nhiều. Cô nhà ơi, chị sẽ live stream giúp em lên 300 người đi nhanh lắm. Đẩy ghế vào giúp em. Đẩy ghế vào, đẩy ghế vào. Ơ, không có ai chụp à? Mẹ ảnh hả? Chị Sang ơi, chị Sang giúp em cầm một em cái điện thoại để em lại em đang lên. Em chụp ảnh với bà ấy, cái nào quá em chụp cái này cho hai cho chú kiểu thôi vào đi. Nó không chụp được, không vào đây được. Đông quá không được. Đông lên được, lên được. Tôi tuần chụp ảnh nhỉ. Nhìn đây nè. Tâm ơi, mấy anh em chụp mình riêng không? Rồi,
Chị ơi, em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ thì có phải cái này của em không nhỉ? Anh có không? Còn gì được không? Thôi bây giờ thì em đi và tạm biệt các anh chị rồi. Chiều em sẽ chắc cảm ơn cô. Chiều thì chúng ta sẽ gặp. Chiều nay thì chúng em sẽ đi ra công viên thử nghiệm. Vâng, mọi người ơi, cùng đi thôi. Chiều. Cả nhà thấy chủ tịch có gần gũi không ạ? Giờ thì lên văn phòng đi. Và tập quán đốc thân thiết nhỉ? Bà chụp ảnh là tổng giám đốc nha. Phòng kinh nghiệm mà. Đây chụp ảnh. Thế em kết thúc live stream đây cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.